Con thèm ăn thịt. Đây là một câu chuyện có thật trong tuổi thơ của Kadokura Kiichiro, chủ tịch một công ty tư vấn, một doanh nghiệp nổi tiếng của Nhật Bản sau Thế chiến thứ hai. Bố Kiyochiro đã đi làm về rồi đấy à? Vâng ạ, hai bác cũng vừa xong việc ạ. Ừ, hai bác cũng vừa xong, giờ về nhà sớm chuẩn bị cơm tối. Nhà con có thiếu gạo không? Sang bác cầm tạm một ít về mà dùng. Dạ cảm ơn hai bác, hôm nay con vẫn còn ít gạo nấu nốt cho tụi nhỏ bác ạ. Ừ, hy vọng thời gian khó khăn này sẽ sớm qua thôi, đất nước chúng ta sớm vực dậy được. Chắc chắn rồi ạ. Những ngày đầu hè 1951. Con mời bố mẹ và các chị ăn cơm ạ. Ừ, mình và các con ăn cơm đi. Cứ ăn cơm gạo mạch và dưa muối hoài thế này chán quá. Ngày mai mẹ nấu món khác cho chúng con ăn được không mẹ? Con không thích ăn thì có thể bỏ đũa xuống đi ra ngoài, đừng vòi vĩnh. Bố đã dạy phải tiết kiệm, con quên rồi sao? Con không thấy nhà ta đang nghèo khó, bố mẹ phải làm lụng vất vả để trang trải cho gia đình mình. Từ đây về sau, bố không muốn nhà con nói những câu tương tự như thế nữa. Dạ. Kiyochiro ơi, nhìn xem nè, chúng tớ có bánh thịt nướng ngon lắm, mùi thơm lừng luôn. Bánh thịt nướng béo ngậy, thịt rất mềm và thơm. Hôm nào tớ cũng ăn mà không chán. Các cậu cho tớ một miếng với, tớ chưa được ăn bao giờ. Eo ơi, bánh thịt nướng mà cậu chưa ăn bao giờ á. Nhà Kiyochiro nghèo lắm, nhà cậu ấy chỉ có gạo mạch và dưa muối thôi, đầu nhà quê. Hôm nay Kiyochiro đi chợ xách đồ cho mẹ nhé. Tân lệnh. Ước gì mình có thật nhiều quần áo đẹp và đồ chơi mới thì thích biết bao. Nhưng nhà mình còn nghèo, và bố luôn dặn mình là phải tiết kiệm. Ôi, bánh thịt nướng kìa, thơm quá à. Và được ăn một chiếc bánh thịt nướng sẽ tuyệt biết mấy. Mẹ ơi, con... Có chuyện gì thế con trai? Sáng nào đi học, các bạn cũng khoe là có bánh thịt nướng ăn. Con thèm lắm. Thật sự rất muốn một lần được ăn bánh. Có được không mẹ? Nhà mình đang khó khăn, con cố gắng ít hôm đi. Bố nhận lương, mẹ sẽ mua cho cả nhà mình ăn nha. Nhưng con thèm bánh thịt nướng lắm. Chẳng phải ngày nào nhà mình cũng ăn dưa muối và gạo mạch còn gì. Con chán lắm rồi. Với lại con đã được học sinh giỏi rồi. Mẹ cũng đã hứa con được học sinh giỏi sẽ được mẹ thưởng mà. Mẹ sẽ tặng cho con một phần thưởng khác. Giờ thì chúng ta về thôi nào Kiyochiro à. Con muốn ăn bánh thịt nướng cơ. Bánh thịt nướng cơ. Đây là số tiền anh ứng lương. Em ráng chi tiêu tiết kiệm cho đến cuối tháng nha. Vâng mình, em lo liệu được mà. Mình cứ yên tâm. Mình vất vả quá rồi. Thôi thì cố dè sẻn để cho các con và chồng mình một bữa ăn ngon. Lâu lắm rồi cũng chỉ ăn cơm dưa muối và gạo mạch. Tội cho tụi nhỏ. Kiyochiro cũng vừa được học sinh giỏi, mình cũng muốn động viên thằng bé một chút. Thôi được rồi, Kiyochiro đứng lên đi con. Mẹ sẽ đi mua bánh thịt nướng cho cả nhà mình ăn nha. Thật ơn, mẹ mua bánh thịt nướng cho cả nhà phải không mẹ? Tệ quá à. Cô ơi, cho tôi 6 chiếc bánh mì thịt nướng nha. Dạ, của quý khách đây ạ. Chắc là ngon lắm đây. Mình ơi, anh về rồi. Hôm nay mình nấu món gì mà thơm thế? Vẫn như mọi hôm em nấu thôi mà. À, hôm nay á, em vừa đi lên phố mua cho Kiyochiro ít đồ dùng học tập để chuẩn bị năm học mới. Bố của Kiyochiro hôm nay có mệt lắm hay không anh? Về đến nhà gặp em và các con là bao nhiêu mệt mỏi trong anh tan biến hết. Thôi, anh đi tắm rồi ăn cơm cùng mấy mẹ con nha. Sao em lại mua những chiếc bánh mì thịt nướng này? Rõ là gia đình chúng ta đang khó khăn. Em phải biết tiết kiệm để lo học phí cho các con chứ. Hoàn cảnh kinh tế nhà nước như thế nào em cũng rõ. Anh đã mệt mỏi với bao nhiêu thứ phải chi tiêu. Không ngờ ở nhà mấy mẹ con lại tiêu xài hoang phí như vậy. Hôm qua anh cũng đã nói, anh chỉ còn được 10 đồng chi tiêu đến cuối tháng. Em mua bánh mì thịt nướng này thì sắp tới nhà mình nhịn đói à. Em có nghĩ tới hậu quả không? mẹ nói ra sự thật, thì tất cả sự tức giận và nóng nảy của bố sẽ trút cả lên mình mất. Chỉ tại mình vòi vĩnh mà mẹ mới mua bánh. Em còn khóc nữa. Cứ như anh đã mắng oan cho em vậy. Chúng ta phải chắt chiêu từng hạt gạo. Bao nhiêu người còn khó khăn hơn ấy chứ. Tất cả chỗ bánh sáng này em mang đi trả cho người ta đi. Chỉ vì mình mà mẹ bị bố trách mắng như vậy. Giá như mình không đòi hỏi thì đã không xảy ra chuyện như vậy rồi. Bố có hơi lớn tiếng. Bố xin lỗi. Thôi thì nhà mình cùng ăn bánh nha. Lâu lâu nhà mình ăn ngon một bữa. Được ăn hả bố? Đúng vậy. Nào, cả nhà mình cùng ngồi vào bàn ăn đi. Mẹ Kiyochiro. Nào, mấy bố con ăn đi. Bánh ngon quá. Lâu lắm rồi cả nhà mình mới được ăn ngon như thế này ha. Bánh thịt nướng ngon quá à. Hương vị thật tuyệt vời. Tôi xin lỗi vì đã lớn tiếng với mình. Vì áp lực gánh nặng trên vai nên có đôi lúc tôi quá khó tính và nghiêm khắc. Mong mình hiểu. Tôi biết lúc chiều mình cố tình mua 6 chiếc bánh thịt nướng là mình nhịn phần mình cho bố con tôi. Mình vẫn luôn hy sinh như vậy. Sau hôm đó, mẹ chẳng bao giờ trách mắng tôi một lần nào. Từ đó đã ghi sâu trong lòng tôi bài học về tình yêu và sự hy sinh lớn lao, không oán không giận của mẹ dành cho tôi. Sự âm thầm chịu đựng của mẹ khi gánh vác trách nhiệm cho những việc tôi làm đã in sâu trong trái tim tôi đến tận bây giờ. Điều đó luôn nhắc nhở tôi phấn đấu vượt qua mọi khó khăn để có sự thành công ngày hôm nay. Giá trị của lao động. Mệt quá. Mệt quá. Anh Bọ, sao hôm nào tôi cũng thấy anh mệt mỏi thế? Trời ơi, ngày nào chẳng phải đi chở hàng cho ông chủ. Hôm nay ông chủ lại buôn hàng tận chợ huyện. Chết đi được. Tôi chắc sắp không sống nổi nữa rồi. Tội nghiệp anh quá. À, tôi có cách này giúp anh nghỉ ngơi vài hôm đấy. Giúp tôi hả? Cách gì vậy? Sao lại phải làm thế? Làm thế thử hỏi có tác dụng gì chứ. Chỉ tổ khổ thêm thì có. Anh cứ nghe theo tôi. Ắt thấy tác dụng ngay. Tôi không có xúi dạy anh đâu. Chẳng nhẽ dễ thế thôi hả? Hay mình cứ làm thử xem sao. Được thì tốt quá. Hả? Mày làm sao thế này? Ơi mày làm sao thế? Thôi chết, chắc nó làm việc quá sức, thành ra ốm rồi. Thôi, để cho nó ở nhà nghỉ ngơi vài bữa vậy. Trời ơi, không ngờ mèo nói chuẩn thế. Chỉ cần có thế mà mình đã được ở nhà nghỉ ngơi rồi. Mèo trông vậy mà tai thật. Sớm thế nhỉ? Hả? Thì ra bò không phải bị ốm mà là giả vờ để bắt mình phải đi làm thay sao? Phải tìm cách dạy cho nó một bài học mới được. Ồ, anh Ngựa đã về rồi đấy à? Xin lỗi anh, tôi ốm quá, thành ra đành phải nhờ anh làm giúp. Công việc có mệt lắm không anh? Công việc thì cũng chẳng có gì, nhưng... Ồ, anh sao thế? Có chuyện gì mà anh khóc dữ vậy? Tôi cứ nghĩ mà lại thấy thương anh quá. Sao mà anh phải thương tôi đến thế? Tôi chắc cũng chỉ ốm sờ sơ thôi mà. Không, chắc là sáng nay tôi nghe ông chủ nói, nếu mai mà anh không khỏi ốm là ông ấy mang anh đến lò mổ bán đấy. Tôi nghĩ mà thương anh quá. Sao? Thật vậy sao? Mày hơi ốm rồi hả? May quá. Đúng là đồ con bò. Người bác sĩ có tâm. Người nhà anh đang trong phòng mổ à? Vâng, vợ con đang ở trong ấy. Tuần trước, cô ấy bị chẩn đoán có một khối u lành trong ổ bụng, nên hôm nay tiến hành phẫu thuật. Bác sĩ nói, đây chỉ là một ca tiểu phẫu thôi, không có gì đáng nguy hiểm cả. Vợ anh là may đấy, được đích danh bác sĩ Huy mổ cho, yên tâm tuyệt đối rồi còn gì. Vâng, con biết, ông ấy đường đường là trưởng khoa, lại là người nhiều kinh nghiệm, phải đặt lịch hẹn mãi mới được bác sĩ mổ cho đấy. Trời ơi, gì thế này? Sao lại có thể thế được chứ? Trời ơi, thì ra đây không phải là một cái u sao? Sao mình lại có thể chẩn đoán nhầm được cơ chứ? Chuyện gì thế này? Sao lại là một bào thai? Làm sao đây? Nếu chuyện này lộ ra ngoài thì thanh danh của mình còn đâu chứ? Bác sĩ, chúng ta phải làm sao đây? Nếu người nhà họ biết được, e rằng sẽ có chuyện không hay. Cách tốt nhất là chúng ta hãy cứ nói rằng đây là một cái thai dị dạng, không thể giữ lại. Như vậy, họ không thể có lý do gì để trách cứ chúng ta. Kiếp mổ của chúng ta cũng sẽ không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào. Ngài thấy sao? Đây là sai lầm lớn của mình, sai lầm lớn nhất từ trước tới nay. Nếu thú nhận thì có thể đây sẽ là ca mổ cuối cùng trong cuộc đời mình. Nhưng nếu không... Đã gần một tiếng rồi, sao lâu vậy nhỉ? Nhưng nếu không, mình sẽ phải làm một việc thất đức. Bác sĩ, chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Ngài phải quyết định thôi. Xin hãy cứ làm theo cách của tôi. Ngoại trừ những người trong căn phòng này, còn ai có thể biết được chứ? Không được. Bác sĩ, ngài... Hãy chuẩn bị dụng cụ khâu cho tôi. Tôi sẽ khâu vết mổ này lại. Rất may do phát hiện kịp thời, nó không làm ảnh hưởng gì đến sức khỏe và tính mạng của bệnh nhân, cũng như của thai nhi cả. Nhưng... Tôi sẽ chịu trách nhiệm với gia đình bệnh nhân về sai sót này. Có thể đây sẽ là ca mổ cuối cùng trong sự nghiệp của tôi, nhưng đổi lại, tôi sẽ có cả một quãng đời còn lại không dây dứt, ấy nấy. Trời ơi, bác sĩ, đã sai thì cho sai luôn. Ngài cứ nói nó là một cái thai chết dị dạng, ai có thể biết được cơ chứ? Sao lại không ai biết? Nào, nhanh tay và phải rất cẩn thận, để sau này, bà mẹ trẻ sẽ sinh ra một viên ngọc nhỏ dễ thương, khỏe mạnh. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.